chuyện truyền thanh câu chuyện truyền thanh kính thưa quý vị và các bạn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức của chủ tịch hồ chí minh là một chủ trương xuyên suốt không chỉ cán bộ đảng viên công chức nhà nước mà tất cả công dân đều có thể noi theo đâu cần những việc làm lớn lao chỉ từ thực tiễn cuộc sống đã có biết bao điều để chúng ta làm theo lời của bác như câu chuyện đời thường của một người nông dân chân chất được tác giả hoàng khiêm đề cập mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn trong câu chuyện truyền thanh hôm nay có nhan đề làm theo lời bác bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên Hữu Phúc trong gia ông Tư, Tường Duy trong giai Tùng, Kim Liên trong gia Bà Sáu, Ngọc Diễm trong gia Quanh, Minh Hiển đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Xưởng sản xuất nông cụ và đồ gia dụng của ông Tư vừa đón thêm một thanh niên từ trại cải tạo trở về. Bà Sáu đi ngang nhìn chàng trai này với vẻ ái ngại, nên bà quắt ông Tư ra ngoài bày tỏ sự lo lắng của mình. Anh Tư, trời ơi, bốn năm đứa học việc ở đây đã làm cả sớm hồi hộp rồi. Giờ còn đưa thêm á cái thằng xăm trổ đầy mình về nữa. Nhìn thấy ớn quá anh. Thì mấy tháng trước cô cũng nói y chang như bây giờ. Khi tôi nhận các cháu vừa cải tạo xong về đây dạy nghề cho tụi nó. Mà cô thấy tụi nó có làm gì phiền phức bà con đâu. Tụi nó làm được việc lắm đó nghe. Nghĩ anh cũng lạ à nghe hết chuyện á lại đi nhận cái đám cô hồn này về bữa nào á nó nhớ nghề nó quậy một bữa không biết đường mà trốn đó nghe trời ơi cô sáu cô sáu cô làm ơn nó nhỏ nhỏ một chút cô hồn các đảng gì ở đây tụi nó tuổi cũng tương đương với con cháu mình do lầm lỡ nên phải chịu cảnh tù tội giờ cải tạo tốt được hòa nhập cộng đồng á thì mình phải giang tay đón tụi nó chứ sao cô lại nặng lời quá vậy <laughs> cái thứ lưng dài dai rộng không lo học hành hay lo làm ăn đàng hoàng như người ta để đi tụ tập hút chích rồi trộm cắp đánh nhau ôi thôi cái lỗi này á nó có tự chuyện gì đâu anh ơi đó là trước kia còn bây giờ nó chăm chỉ chịu khó tôi dạy tới đâu á là nó làm được hết trơn có đứa nào quậy phá đâu nè bữa đó tôi nghe vợ anh nói á là anh định trả lương cho tụi nó nữa hả anh làm thêm chuyện lạ đời nữa à nghe cho về đây ở, lo cơm nước, dạy nghề. Bây giờ còn định trả lương. Sợ, cái xưởng của anh có chút xíu à. Đâu phải là cái khu công nghiệp tập trung. Tôi chỉ muốn động viên các cháu thôi, chứ lương bóng gì cô. Mỗi tuần cho tụi nó chút đỉnh, bỏ túi để cà phê này nọ. Cô thấy đó, có đứa ở tận ngoài trung, gia đình cũng khó khăn lắm. Thôi, kệ đi cô ơi. Thiệt, tôi chưa thấy ai như anh nghe anh Tư. Mà chị Tư cũng hay à nghe, Chứ gặp tôi thì tôi không có đồng ý chứa chấp mấy cái loại người này đâu. Cô, cô nhẹ lời thôi. Mấy tháng nay gần gũi tụi nó, tôi thấy đã được cái phần lương thiện trong những con người này cô à. Tôi cũng thử để tiền bạc hớ hơn, hơn, nhưng không có mất một đồng nào hết á. Bà xã tôi lúc đầu phản ứng còn hơn cô nữa. Nhưng bây giờ cô thấy đó, bà lo cơm nước tươm tất còn giá quần áo cho tụi nó nữa đó. Chắc cái đám này kiếp trước có tu Nên kiếp này gặp được vợ chồng anh đó Tôi chỉ biết kiếp này thôi Ông bà mình thường dạy Đánh người chạy đi Chứ ai đánh người chạy lại đâu Còn nữa Ngày ngày đi qua cái cổng chào á Cô có thấy hàng chữ Toàn quân toàn dân Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Của chủ tịch Hồ Chí Minh học Ôi mình là dân lao động Chuyện đó là của mấy ông cán bộ kìa Chứ mình biết gì đâu mà làm theo thì cứ làm như tôi vậy nè. Việc gì có ích cho mọi người thì mình làm. Việc gì ảnh hưởng xấu tới người khác thì đừng có làm. Vậy thôi. À, tôi cũng mong anh giáo dục được đám thanh niên á, vào tù ra khám này thiệt là tốt nghe. Chứ để ngựa quen đường cũ á, thì bà con sư này hỏi tội anh đó. Tôi chỉ lấy tình thương mà dạy dỗ chỉnh sửa cho các cháu thôi. Cũng mừng là tụi nó chưa thấy dấu hiệu tái phạm nào cô à. Ờ, à, để thời gian nữa coi. Chứ tôi cũng ớn cái cảnh đêm dài lắm mỏng lắm. Thôi, tôi về lo con nước cho mấy đứa nhỏ đây. Chào anh nha. Hôm nay, quanh là cán bộ đoàn ghé thăm cơ sở chú Tư để nắm thêm tình hình của các thanh niên sau cải tạo được chú Tư đùm bọc dạy nghề mấy tháng nay qua chia sẻ của chú tư quanh bài tỏ chú tư nghe chú kể sơ về sự tiến bộ của các anh em ở đây á con mừng ghê vậy đó hồi đầu năm á khi chú đề xuất ý định này con thật sự cũng lo bởi vì á việc làm của chú á chưa có tiền lệ ở đây ai cũng ngại khi tiếp xúc với họ <laughs> ừ, cũng dễ hiểu thôi cháu bây giờ ngày càng nhiều các loại tội phạm tuổi thanh niên cũng dễ bị gia dấp Người xưa có câu, nhân chi sơ tính bổn thiện. Chú tin điều đó nên muốn tìm lại cái bổn thiện trong từng con người làm lỗi này. Bản thân tụi con làm công tác thanh niên lâu năm, nhưng vẫn chưa tìm được phương thức phù hợp để cho các bạn sau khi hoàn lương, thật sự từ bỏ quá khứ tội lỗi để bắt đầu lại cuộc sống mới của mình. Chú là người tiên phong đó. Chú áp ủ ý tưởng này từ lâu rồi bởi thực tế có những cháu trở về nhưng không thể hòa nhập được cộng đồng vì bị kỳ thị phân biệt đối xử phần thì các cháu tụi nó không có vốn liếng không có nghề nghiệp thậm chí là không có nơi để nương tựa nữa thì làm sao mà tụi nó vững vàng bước tiếp con đường tương lai chứ đúng vậy hồi chú nhận các anh em đó về đây á vài người trong xóm lên quỹ ban phản đối họ cho rằng á chú đứa tội phạm về xã của mình bà con cũng không có yên tâm. <laughs> mà trong đó có bà Sáu phải không? Dạ. Rồi chú Bình, cô út chị Lệ, nhiều người cũng e ngại lắm đó chú. Nhưng địa phương mình đã giải thích để cho bà con yên tâm. <laughs> có chuyện gì mà nhắc tới Sáu này vậy? Ủa, quanh mới tới hả con? Dạ, cô Sáu. Con ghé thăm anh em và hỏi thăm chú Tư có cần gì tụi con không? Cô Sáu khỏe hả cô? Khỏe, khỏe hơn mấy tháng trước. Vì hết lo lắng rồi, mà cô Sáu lo chuyện gì vậy? Lo như bà con xung quanh đây vậy, nay thì mọi người yên tâm rồi. Anh Tư, nghe nói à, anh tính cho tụi nó ra nghề hả? Ừ, có mấy đứa nó xin về quê làm ăn, tôi cũng đồng ý. À, nhân dịp Quốc Khánh vừa rồi, thì có mấy đứa được ân xá, mà nhà nó ở tận miền ngoài lại khó khăn. Nên tôi nhận thêm hai đứa nữa đó cô Sáu. Trời, nhận thêm nữa hả anh Tư? Ừ. À, ra đây con, có gì ngại mà lấp ló vậy? À, chắc đây là người thợ lành nghề, chuẩn bị ra trường phải không? Chị chúc mừng Tùng nghe. Dạ chị, con chào cô Sáu. Hôm nay ba anh em tụi con về quê, có chỗ trống để chú Tư đón hai bạn nữa. Còn mấy đứa nhà xa, tôi uh, giữ nó ở đây, phụ tôi dạy lại cho mấy đứa mới đó. Mấy tháng trước con mới vô đây, con mặc cảm lắm cô chú. Nhất là bữa con tình cờ nghe cô Sáu nói chuyện với chú Tư, nhưng nhờ tình thương của gia đình nên con cố gắng học nghề mới có được ngày hôm nay con tự tin làm lại cuộc đời rồi cô sáu ủa vậy là bay có nghe cô nói luôn hả có giận cô không cô không ngờ anh tư làm được chuyện đáng quý này ảnh đã cứu cuộc đời của mấy con chưa chắc gì cha mẹ các con làm được đó cứu thôi chưa có đủ mà còn phải chữa nữa cô Sáu. cứu là cứu cái thân nó không còn phụ thuộc vào cái thứ gây nghiện còn chữa là chữa cái tâm nó, không có dính mắt cái tôi quá lớn. Có như vậy mới nên người được cô à. Nghe chú Tư nói á mà con thắm từng câu từng lời. Bao nhiêu buổi tập quấn chưa bằng bài học hôm nay, chú đã noi gương bác Hồ bằng những việc làm bình thường mà quá thiết thực chú ơi. Cách chú học bác á, đơn giản lắm. Chú làm theo lương tâm và trách nhiệm. Chỉ vậy thôi hà. Lấy tình thương làm trung tâm giáo dục Chứ chú có chữ nghĩa bao nhiêu đâu mà dạy điều này điều nọ chứ Từ lúc con vào đây đến ngày hôm nay Cô chưa bao giờ bị cô chú nặng lời Cô lo cho tụi con từng bữa ăn tươm tất Dù chỉ là rau giường cá sông Nhưng chưa đựng tình cảm của một người mẹ dành cho con của mình vậy Cô bác quanh đây dần dần cũng thấy thương tụi bay lắm Có tới lui thường xuyên Cô tháng phục anh Tư chị Tư hết sức á Cô khen mấy đứa con cũng không phụ lòng người đã cưu mang mình. Mấy năm trong trại cải tạo, con nghĩ cuộc đời mình coi như vô dụng vì phải đối mặt với sự khinh trẻ của người đời, còn các cơ sở kinh doanh á, đâu ai nhận kẻ có tiền án tiền sự vào làm? vậy mà dưới mái nhà đơn sơ này đã trở thành nơi tái sinh của tụi con đó cô sáu ơn ừ, nghĩa này á, không biết đến khi nào tụi con mới báo đáp được. nghe chú tư nói cách học tập bác hồ, cô mới ngộ ra ngang. đó giờ cứ nghĩ chuyện học tập là của mấy ông cán bộ đương chức làm á để lấy thành tích vậy mà có ông nông dân xứ này á vừa học vừa làm theo bác hồ quá trời hay luôn <laughs> tôi nói cô nghe nhiều người ngộ nhận học bác á là phải có công trình lớn lao này nọ rồi hô hào quá trời quá đất luôn tôi á vừa làm ruộng vừa làm thêm nghề thủ công này cũng học và làm theo bác những điều hay việc tốt quá hay luôn đó chú tư con thấy á hô hào rồi phát động rần rần cuối cùng có được bao nhiêu đâu. Có khi hoàn thành được một công trình, phần việc nào đó thì có đến mấy nơi ghi vô báo cáo của đơn vị mình. Tóm lại là quá hình thức luôn. Ông Tư hay như vậy á thì tôi bay đưa ổng lên đài lên báo đi. Chà, kỳ này á nổi tiếng luôn rồi nghe. Thôi thôi thôi, chờ tôi xin đi cô Sáu ơi. Bay đừng có nghe lại cô Sáu nghe không. Cái chuyện nhỏ xíu mà khoe khoang cái nổ gì chứ cô cho mấy đứa thấy trên truyền hình không có người làm từ thiện ba chục năm mà hỏng ai hay hết thì phóng viên phát hiện rồi phóng vấn cũng không chịu nói về mình hãy để tự người xem họ đánh giá nhận xét thì tốt hơn nhiều trường hợp âm thầm cống hiến lắm đó chú tư tụi con đi cơ sở gặp bà con kể lại cho nghe nào là cất nhà khoan giếng nước xây cầu giao thông đưa đò miễn phí con rất là thâm phục chú Tư ơi. Quanh nói phải đó. Nhiều tấm gương nhân đạo từ thành thị đến nông thôn, chỗ nào cũng có. Nhưng việc làm của ông Tư á, cô mới thấy lần đầu á. Chứ còn nói thêm một câu nữa nghe cô Sáu. Con nói đi, mấy câu cũng được hết á. Bởi con nói sẽ chính xác hơn cô. Sở dĩ hôm nay con dám góp tiếng nói của mình vào câu chuyện của cô chú là bởi con vừa trải qua một cuộc cải tạo tư tưởng rất thành công. Con tự tin bước qua mặt cảm rồi. Đó là nhờ ơn của chú Tư và mọi người Đã đưa con trở lại con đường trong sáng Và cho con những bước đi đầu tiên Chị chúc mừng ba em đã quay lại cuộc sống tươi đẹp Hy vọng là các em sẽ là những hạt nhân Để làm gương cho những bạn có cùng hoàn cảnh Hãy lan tỏa tinh thần, học tập Và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh Giống như chú Tư đã làm ghê tùng Dạ, em nhớ rồi Thưa cô Sáu, chú Tư Anh em tụi con lên đường ạ à. Ừ, à, chú cũng thay mặt mọi người chúc tất cả tụi con thành công nghe. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện truyền thanh làm theo lời bác của tác giả Hoàng Kim mà quý vị và các bạn vừa nghe đã kết thúc chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát Thanh Vĩnh Long hôm nay. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân ái chào tạm biệt.